Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Trình chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Năm qua, vốn thực hiện từ quân cân sách nhà nước ước đạt khoảng 500.000 tỷ đồng bằng 85,2% kế hoạch năm. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt gần 22,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5% so với năm trước, đạt mức cao nhất từ năm 2018 đến nay. Trong số 73 quốc gia và vùng lãnh thổ có gián đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 3,39 tỷ đô la Mỹ, chiếm 27,2% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Singapore 2,12 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17%, Trung Quốc 1,36 tỷ đô la Mỹ, Ngoài ra, trong năm 2022, cả nước có 148,5 càng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 1.590,9 ngàn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 22,3% so với năm trước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2022 về nhiệm vụ thời gian đến. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ tập trung xây dựng giải pháp đầu tư hiệu quả đồng bộ trên các lĩnh vực trọng yếu, bám sát triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng trong liên kết vùng chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy đầu tư và thu hút vốn FDI. Đồng thời, tiếp tục ra soát cơ chế chính sách để kịp thời tham mưu điều chỉnh, xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quản lý đầu tư công ra soát sửa đổi theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền phân công phân nhiệm bảo đảm quản lý thống nhất hiệu lực hiệu quả hoạt động